Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau khi trải qua gần 2 năm cuộc xung đột nổ ra tại Ukraine, tới thời điểm hiện tại, Mỹ là quốc gia đã đổ nhiều viện trợ nhất để giúp Ukraine cầm cự cho cuộc chiến này. Vậy nhưng mới đây, trên tờ The Washington Post đăng tải một thông tin gây sốc khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, khi cho rằng phần lớn số tiền viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đang được chi tiêu bên trong nước Mỹ. Trước đó, vào ngày 29 tháng 11, Nhà Trắng đã nhấn mạnh những lợi ích mà nhiều bang của Mỹ đạt được từ việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, hy vọng sẽ tăng cường sự ủng hộ của những đảng viên Cộng Hòa phản đối việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Tuy nhiên, mới đây, theo một bài viết trên tờ The Washington Post, phần lớn số tiền viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đang được chi tiêu bên trong nước Mỹ. Cụ thể, trong số 68 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt cho đến nay, khoảng 90% được chi cho các hợp đồng với các nhà thầu Mỹ. Khoản tài trợ này được sử dụng để sản xuất vũ khí mới hoặc thay thế vũ khí được lấy từ kho dự trữ của Mỹ để gửi cho Ukraine. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiều hệ thống vũ khí chính của Ukraine đang được sản xuất tại Mỹ, trên 117 dây chuyền sản xuất ở 31 bang và 71 thành phố. Vậy nhưng 31 đại diện của Mỹ đến từ những khu vực được hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn tài trợ của Washington dành cho Ukraine đã bỏ phiếu phản đối hoặc hạn chế viện trợ. Hiện chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực vận động Quốc hội thông qua một khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine khi các nhà lập pháp Mỹ nhóm họp trở lại vào tuần này. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề đau đầu khi các nghị sĩ Cộng hòa tìm cách gắn sự hỗ trợ dành cho Ukraine với vấn đề an ninh biên giới. Một nhóm các thượng nghị sĩ nòng cốt đến từ Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đã có cuộc họp riêng để đưa ra giải pháp có thể giúp khơi thông bế tắc cho cuộc thảo luận về viện trợ cho Ukraine. Đảng Cộng Hòa muốn người di cư phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe hơn nếu muốn vào Mỹ và cũng muốn tiếp tục xây dựng bức tường biên giới như từng được thúc đẩy dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đây là một điều dường như khó chấp nhận với Đảng Dân Chủ và các cuộc đàm phán đang diễn ra chậm chạp. Như thông tin đã đưa ở trên, số viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine hầu hết vẫn chưa ra khỏi nước này, khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, do người Mỹ không muốn tiếp tục giúp Ukraine nữa chăng? Mới đây, đại diện của Đảng Cộng Hòa, Marjorie Taylor Greene cho rằng, tiền của người nộp thuế ở Mỹ không nên bị lãng phí vào cuộc chiến thua cuộc của Ukraine. Bà Marjorie Taylor Greene khẳng định, bất kỳ dự luật chi tiêu nào kết hợp tăng cường an ninh biên giới của Mỹ với việc viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga sẽ là một cái tát vào mặt người dân Mỹ. Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer vào hôm 26 tháng 11 tuyên bố, ông sẽ tổ chức bỏ phiếu liên quan tới yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về khoản hỗ trợ quân sự trị giá 106 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và Israel trong tuần đầu tiên của tháng 12. Chính quyền Tổng thống Biden cho đến nay đã thất bại trong việc thông qua đề xuất bổ sung về an ninh quốc gia. Theo ông Schumer, vấn đề lớn nhất là sự phản đối của Đảng Cộng Hòa. Những người nhấn mạnh rằng viện trợ bổ sung cho Kyiv không nên được kết hợp với tài trợ cho an ninh ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico. Chính quyền của ông Biden đã cung cấp cho Ukraine hơn 76 tỷ đô la viện trợ quân sự và các hỗ trợ khác kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, gần đây họ nói rằng số tiền này sắp cạn kiệt vì một số thành viên Đảng Cộng Hòa từ chối ủng hộ bất kỳ khoản hỗ trợ, gói viện trợ mới nào cho Ukraine. Công chúng Mỹ dường như không ủng hộ Ukraine khi cuộc thăm dò gần đây của AP NORC cho thấy khoảng 45% người dân Mỹ tin rằng Washington đang gửi quá nhiều tiền cho Kyiv. Thực tế, viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine có nguy cơ bị hoãn sang giữa tháng 12 hoặc có thể lâu hơn. Điều này khiến giới lên nghi ngờ về khả năng của Washington trong việc duy trì dòng vũ khí mà cả chính quyền của Tổng thống Joe Biden và chính phủ Ukraine đều cho là quan trọng. Quốc hội Mỹ có thể hoàn tất các cuộc đàm phán và thông qua khoản hỗ trợ mới cho Ukraine sớm nhất là vào giữa tháng 12, gần 2 tháng sau khi người đứng đầu Nhà Trắng lần đầu tiên đề nghị viện trợ 61 tỷ đô cho Kyiv liên quan đến cuộc xung đột với Nga. Đề nghị của ông dành cho Ukraine là một phần trong gói an ninh quốc gia trị giá 106 tỷ đô nhằm cung cấp khoản tài trợ khẩn cấp cho Israel cùng các sáng kiến an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương và để giải quyết sự gia tăng nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ-Mexico. Liên quan tới vấn đề này, Thượng nghị sĩ Marco Rubio đặt câu hỏi, tôi muốn thành thật về vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi có 5-6 nghìn người qua biên giới mỗi ngày. Chúng tôi có tất cả những nhu cầu khác. Tại sao Ukraine lại quan trọng trong bối cảnh đó? Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết,
Sự không chắc chắn trong Quốc hội Mỹ đã khiến Bộ Quốc phòng nước này cân nhắc số tiền còn lại để viện trợ cho Ukraine một cách thích hợp. Tính đến ngày 16 tháng 11 ở mức là khoảng 1 tỷ đô la. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cam kết với các quan chức Ukraine rằng Washington sẽ tiếp tục tài trợ cho Ukraine vượt qua một mùa đông khó khăn nữa. Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andrei Yermak cho biết tại Viện Houston, nhân chuyến thăm Mỹ mới đây, một bước ngoặt trong cuộc chiến đang đến gần, năm tới sẽ mang tính quyết định. Lưu ý rằng Ukraine cần vũ khí ngay bây giờ, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu quan chức này có thể đảm bảo bất kỳ viện trợ quân sự hoặc viện trợ bổ sung nào khác hay không. Việc Ukraine chưa gia nhập được EU và NATO cũng là do nước này chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn mà phương Tây đòi hỏi ở họ. EU đã khẳng định rõ rằng chính phủ Ukraine phải chứng minh họ đang tiến hành các cải cách về thể chế, bao gồm lĩnh vực tư pháp và chống tham nhũng, tôn trọng chế độ pháp quyền, thể hiện cam kết quản trị hiệu quả, hiện đại hóa các thể chế quốc gia và địa phương. EU cũng đánh giá nền kinh tế của Ukraine chưa thực sự thị trường và khó hấp thụ cạnh tranh trong khối. EU đã thừa nhận rằng họ có nguy cơ không cung cấp cho Ukraine 1 triệu viên đạn cho tiền tuyến của Ukraine vào mùa xuân năm sau. Mặc dù vậy, trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Ukraine, tân Ngoại trưởng Anh David Cameron đã tuyên bố rằng London sẽ duy trì hỗ trợ quân sự cho Kyiv dù phải mất bao lâu. Cùng với đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đảm bảo với các đối tác phương Tây rằng quân đội nước này đang chuẩn bị tiến hành cuộc chiến với Nga nhằm tạo ra một số kết quả nhất định. Chưa dừng lại ở đó, Tổng thống Ukraine mới đây tuyên bố hoãn cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Theo kế hoạch ban đầu là sẽ tổ chức vào tháng 3 năm 2024, được cho là có khả năng sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực của Kyiv trong tìm kiếm thêm tiền bạc và viện trợ quân sự của phương Tây. Theo luật Ukraine, khi tình trạng quân luật được ban bố, người ta có quyền cấm tổ chức bầu cử Tổng thống Ukraine, Quốc hội Ukraine và các chính quyền tự trị. Đối với đương kim Tổng thống Ukraine, bất cứ lời bàn nào về bầu cử lúc này sẽ làm tăng các vấn đề chia rẽ chính trị, có thể ảnh hưởng đến nước này trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Trong cuộc phỏng vấn khác, ông nói rằng một cuộc bầu cử sẽ tốn khoảng 135 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, theo ông, nếu tổ chức bầu cử sẽ đòi hỏi phải thay đổi luật bầu cử cấm bỏ phiếu trong thời gian thiết quân luật, bảo đảm quá trình bầu cử công bằng cho những ai phục vụ ngoài mặt trận và tiếp cận được hàng triệu cử tri Ukraine đã phải di tản trong thời chiến. Vấn đề bầu cử tổng thống mới cho Ukraine lại khiến người ta đặt ra câu hỏi rằng Mỹ và EU có tài trợ cho bầu cử ở Ukraine hay không? Khả năng cao là không, do các nước phương Tây e ngại ông Volodymyr Zelensky có thể tận dụng các phương tiện truyền thông trong tay để thúc đẩy các mục tiêu chính trị và gây sức ép để các nước này cung cấp thêm cho Ukraine vũ khí đạn dược và tiền bạc. Với tình hình hiện tại, châu Âu cũng khó có khả năng bù trừ vào khoảng trống của Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine. EU hiện đang có rất nhiều điều không vừa lòng với Kyiv. Hiện cả Washington và Brussels đều tỏ ra mệt mỏi trước các đòi hỏi của Kyiv về vũ khí và tài chính. Thưa quý vị, trong khuôn khổ cuộc họp của khối NATO có cả sự góp mặt của Ukraine, NATO đã hứa sẽ xây dựng lộ trình hướng tới khả năng tương tác đầy đủ của Ukraine với quân đội của khối. Tuy nhiên, ý tưởng Kyiv có thể nhượng lại những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát để đổi lấy tư cách thành viên NATO khiến Ngoại trưởng Ukraine không đồng lòng. Mới đây, khi được hỏi về tương lai an ninh quốc gia, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine có thể không bao giờ gia nhập NATO. Theo đó, trong một tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gặp những người đồng cấp NATO tại Brussels ngày 29 tháng 11, Liên minh phương Tây cho biết họ đang xây dựng lộ trình để Ukraine chuyển sang khả năng tương tác hoàn toàn với NATO. NATO định nghĩa khả năng tương tác là việc sử dụng các loại vũ khí và thiết bị, chiến thuật và học thuyết chung cũng như các tiêu chuẩn về thuật ngữ và liên lạc để cho phép các quốc gia thành viên và đối tác của họ cùng nhau hoạt động trên chiến trường. Trước khi cuộc họp diễn ra, Ngoại trưởng Kuleba cho biết, chúng tôi gần như đang trở thành một quân đội NATO trên thực tế, xét về năng lực kỹ thuật, phương pháp quản lý và nguyên tắc điều hành quân đội. Tuyên bố không đề cập đến việc Ukraine gia nhập NATO trong tương lai gần. Thay vào đó, họ ca ngợi cam kết của Kyiv đối với một gói cải cách chính trị quân sự, nói rằng những thay đổi này sẽ giúp Ukraine trên con đường trở thành thành viên NATO trong tương lai. Kyiv đã bị ràng buộc bởi những cải cách này kể từ khi NATO cho biết vào năm 2008 rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên vào một thời điểm chưa xác định trong tương lai. Đất nước này đã không nhận được ngày trở thành thành viên trong 15 năm kể từ đó. Khi hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO bắt đầu vào tháng 7 mà không có lời mời làm thành viên, Tổng thống Zelensky cáo buộc khối này đã không thể hiện sự tôn trọng đối với đất nước của ông, đồng thời nói thêm rằng việc NATO áp dụng các điều kiện cho việc Ukraine gia nhập là chưa từng có và vô lý.
Trong khi đó xuất hiện cùng với Ngoại trưởng Kuleba ngày 29 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Kết thúc cuộc họp, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với các nhà báo bên lề cuộc họp của NATO ở Bruxelles rằng ý tưởng Kiev có thể nhượng lại những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát để đổi lấy tư cách thành viên NATO. Theo ông, ý tưởng này là không thể chấp nhận được. Ý tưởng này đã được các cựu quan chức cấp cao của NATO đưa ra. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine cho biết những người ủng hộ kế hoạch này nên yêu cầu các quốc gia khác chấp nhận những nhượng bộ tương tự. Và nếu họ làm vậy, thì tôi sẵn sàng lắng nghe lập luận của họ. Bộ trưởng cũng bác bỏ quan điểm cho rằng có sự mệt mỏi với cuộc xung đột Ukraine ở các quốc gia phương Tây, nhấn mạnh rằng việc suy giảm cung cấp vũ khí không liên quan đến điều này. Ở một diễn biến khác, theo hãng tin RT, tại cuộc gặp mới đây với các sinh viên đại học ở thành phố Nikolayev, Tổng thống Zelensky cho biết ông không biết liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Cụ thể, Tổng thống Ukraine phát biểu rằng, chúng tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, không ai có thể trả lời chắc chắn điều đó. Hoặc chúng ta sẽ gia nhập NATO, hoặc chúng ta sẽ không ở trong khối NATO. Qua những lời phát biểu của Tổng thống Ukraine với vị ngoại trưởng cho thấy Kiev vẫn kiên định với các mục tiêu chiến tranh của mình và thề rằng không có gì có thể ngăn cản. Thưa quý vị, mặc dù chiến dịch mùa đông đã đến, cả Nga và Ukraine đều gặp nhiều khó khăn trong cuộc xung đột này. Vậy nhưng cả hai bên đều không có dấu hiệu hạ nhiệt để đi tới hòa bình. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan đến cuộc xung đột này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.